Em thấy nó tử thủ với phong thần chỉ số ngang nhau, nó còn chống sốc được mà sao lại ưu tiên với phong thần kiếm. Cái những cái món đồ nhỏ lên phong thần kiếm nó dễ hơn lên nó tử thủ á. Ví dụ như mình lên cái phong thần kiếm đúng không, đầu game mình về mình có 500 vàng, 700 mấy vàng, lên được hai kiếm dài hay một kiếm dài đó, còn lên nó tử thủ đâu được đâu. Nó tử thủ là ba đồ nhỏ của nó là kim huyết trượng với tràng bạc, thì về về có 500 600 vàng đâu có mua được đâu. Ví dụ về đầu game không lẽ có 600 vàng về mua áo tràng bạc đúng không, 500 vàng rồi sao đủ tiền mua, 700 vàng mua vẫn không được, phải 875 mới mua được cái mua kiếm dài tầm 600 600 tiền bị phí á. Nhưng mà nó tử thủ hầu như giờ ít ít con AD lên lắm, hầu như không không lên luôn á. Phong thần kiếm ít người lên. Cái móc gì, tại vì móc gì giờ hầu mấy con AD nó hợp á, hợp đồ á. Anh em cập nhật beta cho đời nha, bích này leo găng nha, bích con này leo găng là dễ. Bản chưa chỉnh bản y chang nha, lên đồ y chang bao mạnh, không mạnh lên đây chửi. Captain Levi ai thua lên clip nha, mình thua mình cũng bị lên clip á, cho nên mình thắng hay cho đỡ. Đấy, cho xin cái in game server Salem hồi xưa, William Stone, Cushin, gọi gì nữa. Hồi xưa đã đặt nhiều tên lắm, hồi xưa đưa còn trong Hitman nữa chứ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Giúp mất giúp, mất giúp, mất giúp. Cầm bảng y chang đơ nha, xin lên đồ giống đơ nữa là chơi pick này leo găng dễ lắm. Quy giống đơ nữa thì tuyệt vời. Rồi sao giết ông nội? Hay vậy. Hay vậy. Ừ hay, phóng chúng lấy máu ngon. Map sáng trừng dễ chơi nha, map sáng trừng dễ chơi nha. Hay sao đẹp, dao hung tàn kiếm dài, con mắt tím cũng sách giáo khoa rồi. Boss nó đẩy thêm quay nữa xong mới về, cái mình ra mình đóng băng ghép mình lời hơn nó quay. Ok, hơn nó 18 ghép, lúc thì ra farm là hơn nó tầm 18 ghép, 15 ghép chứ. Khoe ông Thảo, khoe ông Thảo đồ ha, con quỳ mà chúng dám khoe ông Thảo trước mặt đờ láo thì kỳ là láo nhá. Hay. Nice. Quá mạnh nè, quá mạnh nè. Giờ xả cái gờ cái bên kia khóc luôn. Mạnh chưa? Lên đội trang đơ. Chơi dễ lắm, chơi bấm bấm quỷ gờ thôi. Phút 12 300 mấy đồng khởi đầu rồi. Ác. Ác chưa kìa. Ác vậy hả? Không chơi map bên kia đá map hả? Bên kia chơi xấu vậy. Chơi xấu cũng đâu win được đâu. Sao mà win được hả bro? Ok, chủ top đáp được, chủ mid, chủ bot lấy, chủ mid nó mất. Ôi. Ghê vậy. Cho nó mất giáp anh em ạ. Để cho nó mất giáp em không cần lấy chủ sớm. Cho nó mất thêm giáp đó thật. Rồi, hai đồ. Phút 13 hai đồ rưỡi. Ủa sao cưng hai luôn vậy? Từ từ khai dích không biết hang đâu. Ồ hai trắng máu nãy mình chạy lên chơi mình giết hai mạng rồi. Ê ơi. Ây da, ây da. 700 vàng. Ở lên sư giả, lên sư giả tìm, tìm ơi, tìm ơi. Dời dời dời. Mất sư giả luôn. Rồi sao nghi tìm mình chết hết quá.
thì mình hơi quăng game rồi đó. Mình phải cho nó bay vô xong xong nó chết chứ ta. Phải cho nó bay vô gì xì nó được mà. Ừ phóng ra ăn mạng hay. Chiu. Ờ có mắt. Sub nó còn hai mắt. Bên bên kia còn mắt tím thôi, hết mắt xanh. Về top. Sao team mình đang win mà đánh như đang thua nhỉ? Bị bên kia nó dãi. Mình đánh không thiếu ở đây không nhỉ? Thiếu ở đây. DPS đã re-scan 10.000 đồng. Lên clip nào Slayer. Rồi. Quỷ nó cầm việc sức. Từ để quay xong ra ba con liền. Đợi tí. Rồi xong khi chết là sao ăn được. Đứng cam luôn. Gì vậy em? Bro. Hơi ra đùi nha. Ra gồng. Ra đẩy mid, kiểm soát luôn nó, lấy chuột boss xong ăn gồng nào. Ra. Chuyện hay chết nó cầm bụi. Mạnh chưa, game này chưa được xả cái G nhiều quá, xả G là mạnh điên luôn á, không được xả G nhiều lắm.